Xin chào các bác đang xem kênh Hải Phòng RV. Ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật cho các bác một số cái mẫu TV của Sony hiện tại đang bán bên em và mới được giảm giá ngày hôm qua để các bác có thể tham khảo giá mới nhất. Các bác nào mà muốn mua hàng bên em, các bác cứ liên hệ đến số tổng đài 0974178586 hoặc vào website để tham khảo giá, đó là eco-mart.vn. Bác nào mà yêu quý em cũng đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Sau đây thì không để các bác đợi lâu nữa thì em sẽ đi vào video cập nhật giá mới ngày hôm nay. Mẫu đầu tiên được giảm giá ở dòng TV Sony đó là dòng TV 43X80L. Đời 2023 của Sony các bác nhá. 43 inch, 43X80L. Đời mới ra mắt trong năm nay của Sony. Màn hình thì độ phân giải là 4K, tần số quét là 60. Công nghệ nét nền Direct và tấm nền VA. Âm thanh thì tổng công suất của nó là rơi vào 20W, có hai củ loa hai bên và có hỗ trợ cả Dolby Vision, Dolby Atmos. Giao diện thì Google TV có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay. Thiết kế bên ngoài của dòng 43X80L, các bác thể nhìn thấy viền mỏng này, viền mỏng bằng nhựa. Chân đế thì để hai bên. Màn 4K đầy đủ tính năng tìm kiếm giọng nói, điều khiển rảnh tay. Đây là mặt trước của TV các bác nhá. Mặt sau của TV đây. Em sẽ quay sang mặt sau. Đây là mặt sau của TV. Mẫu ra mắt mới trong năm 2023 của Sony. Về cái công suất danh định của mẫu này, 43X80L thì công suất danh định rơi vào là 103W các bác nhé. Hàng nhập khẩu tại Malaysia, hàng ở Sony, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà. Và bên em hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Mẫu 43X80L này thì hiện tại bên em giảm giá 800.000. Giá cũ đang bán là 12.670.000, nhưng giá mới nhất trừ hết quà sẽ còn là 11.870.000 thôi. 11.870.000 cho mẫu 43X80L đời 2023 của Sony. Ở dòng TV 43 inch của Sony ấy, nếu bác nào mà thấy cái mẫu này giá vẫn còn cao thì các bác có thể tham khảo mẫu TV giá rẻ hơn của Sony, mẫu 43X75K. 43X75K, đây là mẫu giá thành hiện tại đang bán là rẻ nhất ở màn hình 43 inch của Sony các bác nhá. Hiện tại đang có hàng bên em và mức giá thì thời điểm này rơi vào khoảng 8.990.000 mẫu 43X75K. Mẫu này thì màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60. Cấu hình của màn hình TV ấy, thì nó sẽ không đẹp bằng so với cả dòng X80L, bởi vì cái giải màu của nó, đây các bác nhìn đúng không ạ, công nghệ hình ảnh màu sắc thì nó chỉ cái công nghệ 4K X-Reality. Còn dòng X80L thì sẽ là công nghệ Chinu Mirror Pro với hơn 1 tỷ màu sắc. Thì màu sắc trên mẫu X80 nó sẽ đẹp hơn, giải màu rộng hơn, màu sắc độ sáng nó cũng sẽ cao hơn. Ngoài màn hình thì còn cả chip xử lý nữa. Chip xử lý của X80 là X14K HDR. Trong khi đó thì dòng X75K thì chỉ có X14K thôi. Chip thấp hơn này, màn hình thấp hơn này. Thiết kế bên ngoài cũng thiết kế xấu hơn các bác nhá. Thiết kế bên ngoài của dòng 75K thì thiết kế viền dày bằng nhựa, chân đế để hai bên. Thiết kế đời cũ hơn, sử dụng Google TV. Mẫu này thì không có tìm kiếm giọng nói rảnh tay. Vẫn có hỗ trợ tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt trên điều khiển, nhưng mà nó sẽ không có tìm kiếm rảnh tay. Giá thành thì nó rẻ hơn, vì vậy các bác có thể chọn giữa hai mẫu này. Bác nào mà thích mẫu đẹp hơn, màn hình đẹp hơn, các bác có thể sử dụng mẫu 43X80L. Giá mới nhất là 11.870.000, vừa mới giảm giá 800. Còn rẻ hơn thì các bác có thể sử dụng mẫu 43X75K, thì giá rơi vào 8.990.000 các bác nhá. Hai mẫu 43 inch. Tiếp theo, ở dòng TV của Sony, ngoài dòng 43 inch được giảm giá thì trong ngày hôm qua bên em còn giảm giá thêm cho cả mẫu 55 inch. 55X80L đời 2023 của Sony các bác nhá. Màn hình 55 inch thì rộng hơn,
Màn hình độ phân giải vẫn là 4K, độ rộng màn hình nó rơi vào 1m24. Thiết kế viền mỏng, viền nhựa, các bác nhìn đúng không ạ? Có điều khiển giọng nói rảnh tay, viền mỏng, viền nhựa, chân đế thì vẫn để hai bên. Màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60. Công nghệ nét nền Direct và tấm nền VR. Tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, điều khiển rảnh tay. Âm thanh thì có hỗ trợ Dolby Atmos, Dolby Vision. Tổng công suất là 20W, có hai cú loa hai bên. Màn hình 55 inch, đời mới của Sony. Hàng nhập khẩu tại Malaysia, bảo hành là 2 năm. Về công suất danh định của mẫu này thì rơi vào là 202W không nhá. Đây, công suất danh định này, 202W, mẫu 55X80G, nhập khẩu tại Malaysia. Mẫu 55 inch này thì trong ngày hôm qua bên em giảm giá là 300.000. Giá cũ đang bán là rơi vào là 15 triệu 140. Nhưng giá mới nhất trừ hết quà sẽ còn là 14 triệu 840. 14.840 cho mẫu 55X80G đời 2023 của Sony các bác nhé. Hàng mới nguyên hộp 100%, bảo hành là 2 năm. Các bác mua hàng thì các bác nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán. Nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái, sau đó thì các bác mới phải thanh toán. Các bác nào ở xa thì mua hàng sẽ phải đặt cọc trước các bác nhé. Mua hàng ở xa thì phải đặt cọc trước thì bên em mới gửi hàng đi. Còn bác nào mà ở gần, ở khoảng nội thành Hà Nội hay khu vực Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn thì bên em giao hàng trực tiếp đến nhà các bác rồi cài đặt tại nhà. Sau đó thì mới thu tiền. Thì các bác mua hàng các bác cứ gọi điện về tổng đài 0974 178586 thì bên em sẽ tư vấn trực tiếp, tư vấn kỹ hơn cho các bác. Ngoài ra thì có cả trả góp nữa các bác nhá. Tiện đây bác nào đang xem kênh của em thì cũng cho em xin một đăng ký kênh để các bác có thể theo dõi hàng ngày những video về cập nhật giá em sẽ ra hàng ngày để phục vụ các bác. Qua dòng 55X80G thì ở mẫu TV màn hình 55 inch, ngày hôm qua bên em còn giảm giá cho dòng TV cao cấp của Sony. Có bác hỏi trên kênh của em là ngoài dòng đời 2022 dòng K và đời 2023 dòng R ra thì Sony còn dòng nào? Thì hiện tại các video trước em chỉ quay những cái dòng TV từ X90K đổ về thôi. Nhưng mà ở mẫu TV của Sony thì đời cao cấp nó có cả dòng TV OLED các bác nhá. Đây, mẫu TV OLED thì sẽ là đầu A, 55A80G, các bác nhìn đúng không ạ? TV Sony 55 inch 4K Smart TV OLED. Model sản phẩm sẽ là 55A80G. Đây là mẫu mới của Sony trong năm 2023. Thiết kế của dòng cao cấp này thì chắc chắn là các bác sẽ không chê được rồi, bởi vì thiết kế cực kỳ đẹp. Viền mỏng, tràn viền vô cực. TV cũng rất là mỏng các bác nhá. Em sẽ quay cái mặt sau của TV này. Ở góc này thì hơi khó, các bác thông cảm em không quay được đằng sau. Nhưng mà TV rất là mỏng, thiết kế tràn viền vô cực, màn hình OLED, màn hình đẹp. Tần số quét là 120. Với cái mẫu TV này thì cái công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất trên TV Sony thì đều được tập trung trong cái mẫu TV này. Âm thanh thì tổng công suất của nó cũng là 60W các bác nhá. Âm thanh 60W có tích hợp cả Dolby Atmos, Dolby Vision trên loa của TV. Các bác không cần phải kết nối sang loa xa ba bên ngoài nữa mà các bác nghe trực tiếp trên loa của TV, phát ra được âm thanh vòm Dolby Atmos. Chân đế thì thiết kế để hai bên, chân đế bằng kim loại, màn hình cực kỳ đẹp. Với những dòng TV OLED thì nó mới hiển thị chi tiết được từng điểm ảnh nhỏ như thế này các bác nhé. Nếu như các bác xem dòng TV OLED bình thường hoặc là nét nền Direct hoặc nét nền Full HD ấy thì không thể nào hiển thị được những cái điểm ảnh chi tiết từng điểm nhỏ nhỏ li ti này đâu. Bởi vì chỉ có dòng TV OLED mới hiển thị được thôi. Các bác nhìn nó rất là chi tiết. Màu đen thì nó vẫn có thể nhìn thấy được. Màu đen rất là sâu nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được những cái điểm chấm. Về mức giá của dòng 55A80G thì trong ngày hôm qua bên em giảm giá là 1.4 triệu. Giá cũ đang bán là rơi vào là 38.310.000. Nhưng giá mới nhất trừ hết quà chỉ còn là 36.910.000 thôi. 36.910.000 giảm giá 1.4 triệu cho mẫu TV 55A80G của Sony. Và mẫu này thì bảo hành là 3 năm các nhá. Đời cao cấp bảo hành là 3 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên.
Nhập khẩu thì nhập khẩu tại Malaysia. Công suất danh định của mẫu này rơi vào là 340W các bác nhá. Đây ạ. 340W. Cái công suất danh định này thì các bác để ý cho em là công suất càng cao thì cái màn hình TV nó càng có nhiều công nghệ. Bởi vì nó có nhiều công nghệ, vì vậy nó mới tốn điện hơn và công suất nó mới cao hơn. Còn những cái dòng TV mà đời thấp, không có nhiều công nghệ thì cái công suất danh định rất là thấp, chỉ khoảng tầm 100 hơn 100 thôi. Trong khi đó thì những dòng TV đời cao thì thường khoảng tầm hơn 300, 200 hơn 300. Thì đến những cái mẫu TV mà có nhiều công nghệ trên màn hình hỗ trợ thêm để cho hình ảnh nó đẹp hơn. Như vậy ở dòng TV 55 inch của Sony ấy, thì hôm qua bên em có giảm giá cho hai mẫu, một mẫu là 55X 80G, giá mới nhất là 14.840.000. Còn mẫu đời cao cấp là dòng OLED là 55A 80G thì giá mới nhất sẽ còn là 36.910.000. Qua dòng 55 inch thì ở mẫu TV của Sony ngày hôm qua bên em còn giảm giá thêm cho cả dòng TV 75 inch các bác nhá. 75X 80G đời 2023, dòng TV 75 inch của Sony. Mẫu này thì hiện tại cũng là cái mẫu TV 75 inch của Sony giá thành rẻ nhất hiện tại rồi. Bởi vì những cái mẫu đời 2022 thì đã không còn hàng nữa, bỏ mẫu hết rồi. Và hiện tại sẽ là mẫu 75X 80G đời 2023 của Sony. Thì là cái mẫu TV mà rẻ nhất trong size 75 inch. Màn hình 75 inch thì độ rộng nó rơi vào 1m67. Độ phân giải màn hình vẫn là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét nền Direct và tấm nền VA. Thực tế cái cấu hình của TV nó giống hệt với cả mẫu 55X 80G vừa rồi, nhưng mà size màn hình to hơn thôi. 75 inch thì độ rộng là 1m67. Chân đế thì vẫn để hai bên. Hàng nhập khẩu tại Malaysia, bảo hành là 2 năm. Công suất danh định của mẫu 75 inch này thì rơi vào là 306W các bác nhá. Đây ạ. Công suất danh định thì phụ thuộc vào độ to của màn hình và công nghệ trên màn hình. Thì càng to thì càng nhiều, hoặc càng nhiều công nghệ cũng sẽ càng nhiều. Về mức giá thì mẫu 75X 80G thì trong ngày hôm qua bên em có giảm giá cho mẫu này thêm là 400. Đợt trước thì cũng đã có giảm giá một lần rồi, và đợt ngày hôm qua thì có giảm giá thêm để các bác mua hàng. Giá cũ đang bán là 27.120.000, nhưng giá mới ngày hôm nay thì chỉ còn là 26.720.000 thôi. 26.720.000 cho mẫu 75 inch của Sony. Màn 4K, có tìm kiếm giọng nói, có điều khiển rảnh tay. Tần số quét là 60. Âm thanh thì hỗ trợ Dolby Atmos, Dolby Vision. Tổng công suất loa sẽ là 20W. Có sử dụng Google TV các bác nhá. Google TV đây. Đây là mẫu TV màn hình 75 inch giá tốt nhất của Sony thời điểm hiện tại rồi. Ngoài dòng TV 75X 80G thì bên em còn giảm giá thêm cho cả dòng TV đời cao cấp là dòng 75X 95G. Nhưng mẫu đó thì mẫu đời mini LED và đời cao cấp và màn hình to. Vì vậy mà em cũng không có hàng sẵn ở đây. Các bác nào mà muốn tham khảo những cái mẫu TV đời cao cấp như vậy, các bác cứ bình luận ở dưới video thì em sẽ trả lời các bác dưới phần bình luận. Hoặc các bác có thể gọi về số tổng đài 0974178586 thì bên em sẽ tư vấn báo giá trực tiếp cho các bác là chuẩn nhất. Rất là nhiều bác xem những video cũ, xong đó các bác gọi điện về hỏi giá thì giá thay đổi rồi. Thì các bác cũng phải thông cảm cho em, bởi vì giá TV thay đổi theo hàng ngày. Vì vậy mà bên em mới cập nhật giá hàng ngày để các bác có thể tham khảo được mới nhất. Còn bác nào mà muốn tham khảo những mẫu TV mà không có trong video, các bác cứ gọi điện về trực tiếp tổng đài thì sẽ là chuẩn nhất các bác nhé. Thì trên đây là video cập nhật giá TV Sony có giảm giá ngày hôm qua tại bên em. Bác nào mà muốn mua hàng, các bác cứ liên hệ về số tổng đài bên em là 0974178586. Và video thì đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video nhất hàng ngày từ kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.